Mình tốt không nhỉ? Ôi trời, bảo vệ 24 trên 24. Cái này cái nguồn phóng xạ và an ninh là quan trọng lắm. Đây. Những cái thùng hóa chất này có nguy cơ cháy nổ gì không? Không. Có cháy nổ nhưng mà có ấy đâu mà. Không quan trọng. Hóa chất. À đây, bê tông này đúng không? Ui. Tức là phải phải nạy cái này lên. Thì đây bên dưới mình đang còn một lớp khóa nữa. Cái này hai anh em bê được không anh? Chắc là bê được. Đấy, gạt ra. Yêu. Ui. Đóng phết. Anh cứ cho nó trượt xuống được không, xong rồi công nhân nó xếp vào thì sao được. À không, nặng lắm, cho nó trượt xuống. Tất cả hai nguồn phóng xạ đều ở đây hết đúng không? Ừ, ở trong này hết. À, xong. Thôi cứ đừng để cho nó hết, cứ để hai đấy xong rồi kéo lại. Có thế thôi. À. Cả hai nguồn trong này. Ừ. Máy anh có đèn pin không? Sao em? Ấy à. Cao. Không không phải cao lắm, cũng bình. Cũng gọi là cũng không phải nhẹ như một số cái trường hợp khác. Rồi. Từ từ em. Anh em quên mang điều kế xuống đây. Thôi được rồi, không sao.